Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài truyền hình Bạc Liêu. Hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 5 năm 2018, sau đây là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn công tác Ban tuyên giáo Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện chỉ thị 24 của Ban Bí thư về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 14, đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu đã có các buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Phước Long, Thời gian qua, nhiều hộ nghèo của tỉnh đã được hỗ trợ vốn để sản xuất kinh doanh, thế nhưng không phải hộ nghèo nào cũng sử dụng hiệu quả nguồn vốn hoặc phương tiện sản xuất nhận được. Lâu nay, thực tế này đặt ra một câu hỏi khó không chỉ cho các cấp chính quyền mà còn cho cả người nghèo. Đó là làm thế nào câu được cá khi đã có cần câu. Trung tâm khuyến nông tỉnh Bạc Liêu phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề giải pháp nâng cao năng suất tôm càng xanh, nuôi luân canh và sen canh trong ruộng lúa ở vùng chuyển đổi huyện Hồng Dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác Ban tuyên giáo Trung ương do ông Nguyễn Quốc Trung, vụ trưởng vụ các vấn đề xã hội Ban tuyên giáo Trung ương dẫn đầu để đến làm việc và kiểm tra về việc thực hiện chỉ thị 24 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh bạc liêu. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Dương Phương Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bạc Liêu, các đồng chí lãnh đạo một số sở ban ngành tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, các cấp hội đông y trong tỉnh cũng kiến nghị với đoàn kiểm tra về những khó khăn trong việc phát triển nền đông y và hội đông y tỉnh, như cơ sở vật chất phục vụ công tác khám điều trị còn thiếu, nguồn nhân lực chưa được đào tạo nâng cao, các phòng chẩn trị học cổ truyền công lập chưa phát huy hiệu quả hoạt động. Trong 10 năm qua, các cấp quỹ đảng chính quyền trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 24 và kết luận 154 của Ban Bí Thư, nhận thức về vai trò vị trí của nền đông y và hội đông y của tỉnh ngày càng được nâng lên. Về công tác quản lý nhà nước, luôn có bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền tuyến tỉnh, tuyến quyện, theo dõi chỉ đạo chuyên môn, giúp các xã phát triển y học cổ truyền tốt hơn. Bên cạnh đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế, quyện, thị, thành phố đều có khoa y học cổ truyền, bình quân từ 10 đến 20 giường bệnh và 2 đến 3 bác sĩ chuyên khoa cùng thuốc y học cổ truyền đảm bảo chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 66 phòng chẩn trị y học cổ truyền tại cộng đồng, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh hơn 4 triệu lượt người trong giai đoạn 2013-2017. Công tác sưu tầm nuôi trồng khai thác bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu luôn được các cơ sở khám chữa bệnh đông y quan tâm. Đến nay, tỉnh đã có hơn 90 giường thuốc nam với diện tích hơn 25.000 m2 và gần 100 loại cây thuốc. Song song đó, hệ thống tổ chức mạng lưới hội đông y trong tỉnh đang dần hoàn thiện. 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có tổ chức hội đồng y. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Trung, vụ trưởng vụ các vấn đề xã hội, ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả mà bạc liêu đạt được trong việc phát triển y dược học cổ truyền, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian tới, ông mong chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện công tác này hơn nữa, cũng như có những giải pháp phối hợp với các đơn vị liên quan, từng bước khắc phục những khó khăn hạn chế để nâng cao năng lực, điều kiện chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày một hiệu quả. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 14, đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu gồm ông Nguyễn Quy Thái, Quỹ viên Quỹ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Ông Tại Giang Hạ, Quỹ viên Thường trực Quỹ ban văn hóa giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, dẫn đoàn đã có các buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Long và thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, Tại các nơi đến, đoàn đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp phản ánh của cử tri gửi đến đoàn đại biểu quốc hội, chính phủ và các bộ ngành trung ương. Dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ năm quốc hội khóa 14 có nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, các vấn đề kinh tế xã hội, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Lịch làm việc của quốc hội tại kỳ họp thứ năm dự kiến từ ngày 21 tháng 5 và kết thúc ngày 15 tháng 6 năm 2018. Tại các nơi tiếp xúc, đoàn đã nghe ý kiến của cử tri liên quan đến các vấn đề về đấu tranh phòng chống tham nhũng, chế độ chính sách cho người có công, xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, điện cho sản xuất. Một trong những vấn đề được các cử tri đặc biệt quan tâm và gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội là chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở các khóm ấp. Tiếp tục thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch, Ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Nguyễn Văn Ngôn, trưởng ban làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã Gia Rai từ năm 2014 đến năm 2017. Tính đến cuối năm 2017, thị xã Gia Rai có gần 1.500 người có công đang hưởng trợ cấp thường xuyên, trong đó gồm mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến, hoạt động cách mạng. Từ năm 2014 đến nay, thị xã đã thực hiện việc chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 70.000 lượt đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 88 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho trên 5.000 đối tượng với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng. Qua 4 năm thực hiện chính sách xã hội, thị xã Giá Rai đã chi trả cho gần 67.000 lượt đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 128 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và bảo trợ xã hội của thị xã Giá Rai. Đồng thời, đoàn ghi nhận và sẽ phản ánh đến các cấp có thẩm quyền một số vấn đề còn bất cập trong việc thực hiện chế độ để gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được thụ hưởng kịp thời đúng quy định. Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu do ông Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện nghị quyết số 26 của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định 32 của Ủy ban dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và khóm ấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2014-2017 tại huyện Đông Hải. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hải tại buổi giám sát, việc thực hiện nghị quyết số 26 của Hội đồng nhân dân tỉnh và quyết định số 32 của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2014-2017 tại huyện được đảm bảo đúng quy định. Các xã thị trấn đã lựa chọn sắp xếp, bố trí các chức danh, số lượng những người hoạt động không chuyên trách phù hợp với trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, năng lực công tác và đã phát huy được hiệu quả chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền đặc biệt là mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách được nâng lên, thu nhập cũng từng bước cải thiện hơn trước. Tuy nhiên trong thực hiện cũng còn gặp một số vướng mắc như việc bố trí sắp xếp một số chức danh không chuyên trách ở một số đơn vị còn gặp khó khăn, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp còn quá thấp, giải quyết chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc còn nhiều khó khăn. Tại buổi giám sát, nhiều đại biểu đã kiến nghị với đoàn giám sát một số vấn đề như nâng mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí, và chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã ấp. Cần xem xét có chế độ chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã ấp khi đã thôi việc. Xem xét lại một số chức danh không chuyên trách như phó các đoàn thể chính trị xã hội, phó công an, phó chỉ huy trưởng quân sự để bố trí vào chức vụ chức danh là cán bộ công chức cấp xã. Xem xét nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã lên từ 30 đến 50%. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần cho cần câu hơn cho sâu cá đối với hộ nghèo thời gian qua nhiều hộ nghèo của tỉnh đã được hỗ trợ vốn để kinh doanh sản xuất. Từng nguồn vốn hỗ trợ được áp dụng vào những mô hình làm ăn hiệu quả, cùng ý chí dương lên mà nhiều hộ nghèo đã thoát được cảnh nghèo khó, cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Thế nhưng không phải hộ nghèo nào cũng sử dụng hiệu quả nguồn vốn hoặc phương tiện sản xuất nhận được, vẫn còn không ít hộ nghèo cố gắng thoát hoài mà cái nghèo vẫn đau bám. Lâu nay thực tế này đặt ra một câu hỏi khó không chỉ cho các cấp chính quyền mà còn cho cả người nghèo, đó là làm thế nào câu được cá khi đã có cần câu. Gia đình anh Nguyễn Văn Hồng, ấp cái keo xã An Phúc, huyện Đông Hải, đã từng là một trong những hộ nghèo của địa phương. Anh Hồng tâm sự, không có đất sản xuất, thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào số tiền ít ỏi kiếm được từ việc sửa xe hàng ngày. Nên gia đình anh thường xuyên lâm vào cảnh thiếu hụt, muốn phát triển kinh tế nhưng lại không có vốn. Chuyện học hành của con cái tưởng chừng không thể gồng gánh nổi. Xét thấy hoàn cảnh gia đình anh Hồng khó khăn, nhưng lại có ý chí làm ăn và có trong tay nghề sửa xe. Diễn thông Bạc Liêu đã hỗ trợ gia đình anh với số vốn 4 triệu đồng. Từ nguồn vốn có được, anh đầu tư sắm thêm dụng cụ sửa xe và buôn bán tạp hóa nhỏ để tăng thêm thu nhập. Chí thú làm ăn, tích góp, đời sống kinh tế gia đình anh Hồng dần được cải thiện. Cuối năm 2017, gia đình anh đã được công nhận thoát nghèo. Lúc trước cũng gặp khó khăn mà sửa xe thì phụ kiện cũng ít rồi không có tiền mua rồi cũng nhờ các nhà tài trợ với, với thăm mật liêu đó hỗ trợ cho bốn triệu giờ cũng có số vốn là mua vỏ với, với chìa phá ruột này cũng thay với, cho người ta thì sao nhờ chút tiền đó cũng nó nó nó, đỡ phần nào lắm cũng bằng từ từ nó có tiền dư dư chứ không không có chút tiền hỗ trợ là chắc cũng khổ lắm tại tương đối ổn là, là, như là cơm ngày hai bữa là đứa con đi học đến trường là đầy đủ anh Nguyễn Giang Hải, ấp Cái Keo, xã An Phúc, huyện Đông Hải, không giấu được vui mừng khi vừa được Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên, huyện Đông Hải hỗ trợ 4 triệu đồng để mua phương tiện sản xuất. Ngay sau khi nhận được giống hỗ trợ, anh Nguyễn Giang Hải liền mua vật liệu làm 100 cái lợp để đặt ốc. Anh Hải vui mừng chia sẻ, có được phương tiện sản xuất rồi sẽ cố gắng làm ăn để đời sống gia đình được ổn định hơn, không còn phải chịu cảnh lên đên trên những khúc sông, gian cầu bắt cá mà thu nhập thì lại bấp bênh. Trước kia chưa hỗ trợ thì cũng làm nghề câu, câu vặt thì cũng nếu mà đắp đổi đáp đổi sống ba ngày là chứ không mấy gì nhiều hơn. À, cảm ơn chính quyền địa phương hỗ trợ cho một thứ vốn là, là à, mà mà ăn thêm là, cái, cái, cái nguồn cái nguồn của mình, đời sống của mình đó. Thì à, cảm ơn địa phương và các cả. Gia đình anh Hồng, anh Hải là hai trường hợp sử dụng hiệu quả đồng vốn và phương tiện sản xuất được hỗ trợ để tạo ra thu nhập và duy trì thu nhập, từ đó dần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Thế nhưng thực tế thời gian qua, có không ít trường hợp sau khi được hỗ trợ vốn, trao phương tiện sản xuất không thể phát huy được hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại này là sử dụng vốn sai mục đích, không có mô hình sản xuất để phát huy nguồn vốn và một phần cũng do hộ nghèo không có ý chí, không chí thú làm ăn. Hơn nữa, mặc dù có nhiều chính sách giảm nghèo, nhưng chủ yếu chỉ mang tính hỗ trợ, trong khi chính sách đầu tư tạo sinh kế cho người nghèo chưa nhiều, suất đầu tư thấp. Tín hiệu đáng mừng là trong năm nay, tỉnh đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác giảm nghèo là sẽ tập trung giúp đỡ những hộ có chí thú làm ăn, có điều kiện thoát nghèo, đồng thời tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Để thực hiện giảm được cái chỉ tiêu giảm nghèo này đó thì sẽ À, tiếp tục triển khai à, xây dựng các cái mô hình à, mà phát triển sản xuất à, tạo cái sinh kế cho người lao động nhất là ở vùng đặc biệt khó khăn những cái hộ nghèo hiện nay bên cạnh đó, đó thì à, đi kèm với cái xây dựng các mô hình thì sẽ đào tạo nghề cho lao động À, lao động nghèo thì những cái lao động nào nằm trong cái độ tuổi lao động có thể học nghề thì sẽ tập trung đào tạo cho cái số lao động của họ nghèo để giúp họ à, có cái công ăn việc làm, có cái thu nhập để à, dương lên thoát nghèo bền vững. Năm 2018, tỉnh Bạc Liêu phấn đấu giảm 3,45% hộ nghèo, tương đương khoảng 7.000 hộ. Theo đó, đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh phải giảm còn dưới 5% giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tuy nhiên để giảm nghèo có hiệu quả bên cạnh sự nỗ lực của các cấp các ngành và xã hội thì bản thân người nghèo phải nỗ lực phấn đấu có ý chí và dược khó dương lên trong cuộc sống Diễn biến phức tạp của thời tiết đã gây ra không ít khó khăn trong sản xuất và đời sống của người dân, nhất là hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây ra mưa to gió lớn bất thường, lốc xoáy cục bộ, triều cường dân cao, gây thiệt hại hàng ngàn hecta lúa và ảnh hưởng đến nhà ở của bộ phận người dân. Một số nơi thiếu sự chủ động trong công tác ứng phó với thiên tai, công tác thông tin báo cáo chưa kịp thời. Trước thực tế trên, ông Nguyễn Văn Thới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân, vừa chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình và triển khai thực hiện tốt hơn công tác phòng chống lục bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện để đảm bảo tốt công tác phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai trong thời gian tới mà nhất là khi mùa mưa đã bắt đầu ông nguyễn giang thới phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hồng dân đề nghị thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ huyện đến các xã thị trấn phải sớm được kiện toàn có kế hoạch cụ thể trong từng thời điểm để ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra phát huy tốt vai trò nồng cốt của lực lượng vũ trang đội thanh niên xung kích câu lạc bộ thanh niên tình nguyện đảm bảo chủ động phòng tránh và ứng phó với mọi tình huống các cấp các ngành các hộ gia đình và các tổ chức chính trị xã hội cần chuẩn bị các phương án cụ thể và chi tiết sát với diễn biến của thời tiết và dự báo thiên tai xảy ra để có sự chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả khi thiên tai gây ra được kịp thời tại ấp lộ xe xã vĩnh lộc a trung tâm khuyến nông tỉnh và phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện hồng dân vừa phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề giải pháp nâng cao năng suất tôm càng xanh nuôi luân canh và sen canh trong ruộng lúa ở vùng chuyển đổi huyện hồng dân Tại cuộc hội thảo, nông dân được nghe ngành chuyên môn cùng lãnh đạo địa phương thông tin về tình hình nuôi trồng thủy sản ở vùng chuyển đổi Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh và quyền Hồng Dân, đồng thời hướng dẫn nông dân xây dựng lịch mùa vụ thả tôm nuôi trên cơ sở lịch thời vụ ngành chuyên môn khuyến cáo. Bên cạnh đó, nông dân còn được hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác sen canh lúa tôm, tôm lúa cá và luân canh tôm sú, tôm càng xanh cho năng suất chất lượng cao hơn trên cùng đơn vị diện tích nhiều nông dân có thâm niên trong việc sản xuất mô hình này đã trao đổi về kinh nghiệm thành công cũng như những khó khăn trong sản xuất để bà con cùng học tập rút kinh nghiệm bà con nông dân cũng kiến nghị để có giải pháp thiết thực góp phần quan trọng nâng cao năng suất tôm càng xanh nuôi luân canh và sen canh trong ruộng lúa thì nhà nước cần quan tâm xây dựng chuỗi liên kết bốn nhà trong nuôi trồng thủy sản cung cấp nguồn con giống tốt chuyển giao khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tiễn của nông dân từng dùng sản xuất bên cạnh đó nhà đầu tư mô hình hay dùng nguyên liệu cần quan tâm tạo sự hài hòa lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp để giảm giá thành con giống, vật tư, kỹ thuật đầu vào và ổn định đầu ra, đảm bảo cho người nông dân có lợi. Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long vừa tổ chức ra quân thực hiện ngày dân vận khéo năm 2018 tại ấp Phước 2. Theo kế hoạch trong đợt ra quân lần này, xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của ngày dân vận khéo nhằm thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây xanh qua kiển xung quanh nhà, có ý thức bảo vệ môi trường, không dứt rác sát động vật xuống sông, gây nhiễm môi trường, xây dựng nhà vệ sinh tự hoại, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, thường xuyên phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan nông thôn thông thoáng sạch đẹp. Dịp này, xã Vĩnh Phú Tây trao tặng 5 suất quà cho hộ nghèo nêu đơn, tặng hai chiếc xe lăn cho người khuyết tật, trao giống sản xuất cho 10 hộ nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trao 25 triệu đồng hỗ trợ cây con giống cho bà con nông dân ấp Phước Hai. Sau buổi lễ, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân xã Vĩnh Phú Tây ra quân phát quang bụi rậm trong qua kiển trước trung tâm xã, vận động nhân dân xóa cầu tiêu trên sông Ao Đìa và xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh, cải tạo vườn tạp trong các loại cây con có giá trị kinh tế. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân thị xã Gia Rai về đảm bảo trật tự mua bán an toàn hành lang nội giới, xử lý mua bán lấn chiếm vỉa hè xã Tân Phong kết hợp với phòng quản lý đô thị thị xã Gia Rai vừa tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp người kinh doanh mua bán lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn lộ giới tại khu vực cống voi, ấp nhàn dân a. Thực tế đã qua người kinh doanh mua bán các mặt hàng nông sản, quầy thịt heo, bày hàng, che máy hiên lấn chiếm cả vỉa hè dành cho người đi bộ, thậm chí bày bán lấn ra quốc lộ 1A gây cản trở lưu thông, tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khi đi qua khu vực trên qua tuyên truyền vận động cho làm cam kết, bước đầu những hộ kinh doanh mua bán đã nhận thức được hành vi mua bán của mình gây cản trở giao thông, mất dễ mỹ quan đô thị, nên đã tự tháo dỡ, di dời quầy mua bán, cắt máy hiên, đảm bảo đúng theo quy định để trả lại dĩa hệ thông thoáng cho người đi bộ. thưa quý vị và các bạn hiện nay không ít những đoạn đường hay những cây cầu mặt đường khá bằng phẳng lại đột ngột xuất hiện một dài miệng hố đường rãnh tuy nhỏ nhưng khá sâu những đường rãnh miệng hố này có đường kính nhỏ lại nằm trên mặt đường bằng phẳng nên người tham gia giao thông thường không để ý thấy do đó rất dễ trợt bánh xe lạc tay lái khi bất ngờ dấp phải do vậy người tham gia giao thông khi lưu thông trên đường bên cạnh việc tuân thủ tốc độ cũng cần phải chú ý đề phòng rủi ro từ những cái hố trên đường hơn 2 tháng nay, một hố nhỏ có đường kính khoảng 15 cm nhưng khá sâu xuất hiện tại đầu đường 23 tháng 8, đoạn gần trụ đèn tín hiệu, người dân còn gọi là đầu đường ngã ba xe cảng. Miệng hố này nằm phía trong của làng đường dành cho xe máy, xe thô sơ. Với những người thường xuyên đi qua đoạn đường này thì việc tránh miệng hố không quá khó khăn, nhưng đối với những người không quen đường lại chạy với tốc độ nhanh thì nguy cơ sụp hố, lạc tay lái, trợt bánh xe là khá cao. Theo người dân xung quanh, từ khi xuất hiện miệng hố đến nay đã có nhiều xe trợt bánh, Tuy chưa có tai nạn nguy hiểm xảy ra, sông cũng làm nhiều người hoảng sợ. Để tránh nguy hiểm cho người đi đường, vào những giờ cao điểm người dân đã lấy nhánh cây để trên miệng hố. Hay ở điểm giao nhau giữa chân cầu và mặt cầu Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Bạc Liêu cũng xuất hiện một miệng hố khá sâu. Tuy miệng hố không lớn, song lại xuất hiện ngay vị trí có độ dốc khá cao, nên người điều khiển phương tiện rất dễ mất thăng bằng, lạc lái khi sợ phải hố. Cùng với đó, phía bên phải móng cầu, điểm nối giữa mặt đường chân cầu và hành lang cầu có rãnh thoát nước, do sụp lúng nên có độ sâu đáng kể, lại khá rộng và trải dài hết chân cầu. Nếu vô ý, người đi xe máy với tốc độ cao để lên cầu sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.